Hello, chào các bạn đến với ITP Lab Channel. Mình là Thịnh ITP và hôm nay mình sẽ không phải khuyến nghị mua bán mà là để giải đáp một cái thắc mắc của một cái mã cổ phiếu ha. Trong ngành chứng khoán có ít ít, tại ngày hôm nay thì cũng thấy cũng khá nhiều các chị em hỏi là con này bắt đáy giữ được không, hay là con này tôi đang mua vùng này giữ được không, hay là con này có nuôi trung hạn được không. Cái câu mà nuôi trung hạn được không là hiểu rồi nha, đó hiểu là đang đu quanh trường tự ép mình vào tư thế trung hạn đúng không, đó, vô tình lướt sóng thành cổ đông đúng không. Rồi chúng ta sẽ không mỉa mai, không cười chê, bởi vì đôi lúc chúng ta vẫn phải gặp những tình huống như thế. Chúng ta không phải là thiên tài và chúng ta vẫn sẽ gặp những cái sai lầm trong tương lai, và việc sai lầm, một lần sai lầm thì mỗi một lần chúng ta phải làm được cái gì đó, chứ không phải sai lầm 10 lần để chỉ rút kinh nghiệm rút hoài và dây kinh nghiệm nó hoài không hết đúng không. Với cổ phiếu HS, trả lời với thứ nhất đó là nếu mà hôm nay bắt đáy thì giữ được không. Nếu mà ngày hôm nay và ngày hôm qua các anh chị bắt đáy HS này thì nó phù hợp cho một cái đánh ngắn hạn, vùng cắt lỗ của nó vẫn như cũ thôi, khi đóng nến bên dưới vùng 43.6 thoát nha, nếu chị đã bắt đáy chấp nhận đừng có gia tăng và hãy chấp nhận những cái vùng gọi là đánh ngắn của nó thôi. Nếu thực sự chiều hướng nó lên tốt, kịch bản happy ending phải không, lên tốt lên tới vùng 53 chúng ta sẽ chốt lời ngắn hạn con này. Khi nào nó tích lũy đủ rồi, nó có dấu hiệu chuẩn bị nền vượt đỉnh thì chúng ta vào lại sao, đánh tiếp nhịp sau. Đó, nhịp thứ hai, những anh chị đang đu toàn ten ở trên vùng giá từ 52 tới 54 trên đây thì hỏi là giờ sao, có nên cắt không hay là giữ. Thế thì mình sẽ trả lời cho các anh chị là chúng ta nên cắt bớt 50% khi nó hồi về vùng này, khi nó hồi về vùng 50.7 tới vùng 51, chấp nhận chịu lỗ nhẹ một phần trên đây để cắt lỗ bớt đi. Đó, cắt lỗ bớt nha. Đó, cắt lỗ bớt. Nếu tình huống mà xấu, tình huống xấu nó lại quay về cái nền bên dưới, nó là đường sinh bên dưới nha, thì chúng ta thoát hết luôn. Một lần nữa nó gãy khỏi cái vùng này, vùng giá 49.3 chúng ta thoát hết luôn. Đó, để chờ đợi điều gì? Nếu anh chị vẫn còn thương còn nhớ thì phải đợi cho nó tích lũy cái nền này phải tốt trở lại, ít nhất phải 3-4 tuần. Còn không thì chúng ta sẽ chờ cho nó về cái nền cũ ngày xưa, nó đi lên đây, đó là cái vùng 38-39, để chúng ta bắt đáy lại. Đó là cái vùng rất thích hợp để bắt đáy con này nha. Cái thứ hai là chúng ta đang có cái con này mà ở dưới mức giá thấp, mức giá thấp bên dưới thì giữ được không. Mức giá thấp bên dưới thì các anh chị hãy hỏi cho mình là các anh chị có đặt được target cho nó không nha, và có chốt lời lần nào chưa. Nếu thực sự những ai mà nuôi con này ở vùng giá 38-39 tới bây giờ luôn mà chưa chốt lời miếng nào, thì thực sự là khuyên các anh chị, khi nếu mà có nhịp hồi lên nó ở những cái vùng là 50-51 này, chúng ta nên chốt lời một phần đi, hiện thực quá lợi nhuận 35-40% gì đó. Nếu mà chiều hướng nó tốt đẹp, nó vẫn còn tiềm năng để lên tiếp, thì chúng ta sẽ nuôi dần lên tiếp và chúng ta dời cái mức chặn lãi lên dần 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 lên cao lên, đúng không? Còn nếu mà anh chị nào chỉ nuôi nhưng mà hơi có cái kỳ vọng hơi cao thì chúng ta phải chấp nhận. Nếu anh chị nuôi mà có kỳ vọng cao hơn, có thể là nghe những phân tích hay những cái định giá gì nó phải lên tới vùng 80-90 đó, thì anh chị phải chấp nhận. Nếu tình huống xấu xảy ra thì anh chị có thể là mất hết lãi. Đó, những ai mua vùng 38-40 chẳng hạn thì có thể là nó chảy về vùng đó, nó mất hết lãi. Nhưng lỗ thì cũng hơi khó ha, có thể lên sình vùng đó rồi sẽ lên lại, đó là một hỗ trợ cũng khá là cứng. Thì phải, nếu chấp nhận được kịch bản đó thì anh chị cứ tiếp tục nuôi nha. Chúng ta chấp nhận mục tiêu lâu dài thì phải chấp nhận những đợt chỉnh lớn, mất hết lãi, nhưng đường đi nó sẽ nuôi lâu dài nó xa. Mỗi người chúng ta mỗi một mục tiêu, mỗi một target thì phải có một mức chịu đựng khác nhau. Phải không? Xong, đó là ba cái câu hỏi mà ngày hôm nay mình nhận được với cái SS này. Nếu các anh chị thấy ok, hãy cho mình một like, một share. Còn nếu mà các anh chị thấy mình nói tào lao quá thì cứ gạt phăng đi, thậm chí bấm nút dislike cũng được. Hy vọng nếu mà các anh chị cảm nhận có cái gì đó ok thì có thể đến với kênh ITV Lab Channel bằng cách bấm nút subscribe nha. Rất hân hạnh chào đón các anh chị ở kênh ITV Lab Channel, các anh em ở câu lạc bộ ITV luôn có những chương trình từ sáng tới tối để phục vụ các anh chị. Và hẹn gặp lại các anh chị ở mãi lần sau nha. Peace.